Quang Bản xin kính chào cô chú anh chị, với khán giả, với mạnh thường Vân đang xem kênh của Quang Bản ạ. Dạ thì cô chú anh chị thì hôm nay thì Bản được sự hỗ trợ thêm của một quý mạnh thường Vân ở Thụy Sĩ, muốn giúp cho bà lão là có nuôi một người con bị tâm thần. Cô chú anh chị thì bây giờ thì Bản quay trở lại đây để trao số tiền này đến cho bà lão. Dạ, mong là số tiền này giúp cho bà lão có tiền để xây sở như là mua thức ăn đó, cô chú anh chị. Bây giờ xin mời tất cả cô chú anh chị cùng vào trong nhà để thăm bà lão ạ. Rồi chào anh. Thôi phải không? Trời ơi. Ủa bà có nhà không anh? Dạ chút nữa về. Dạ. Thì em đang chờ chút xíu ha. Dạ. Rồi bữa nay cứ biết coi đá banh đó hả? Đá banh, coi đá banh. Phải không? Phải coi đá banh đó hả? Dạ. Bữa mình có lãnh thuốc đủ chưa anh? Lãnh thuốc đủ rồi. Thôi vậy mừng quá ha. Rồi, mừng quá. Thì em có thể ngồi ngoài em chờ bà lão chút xíu. Cô chú anh chị ơi thì bà lão đi đám phước rồi thì chưa có gì à. Rồi. Chào bà lão nghe ha, bà lão đi lận thuốc. Ê, dạ. Đi đám dỗ. Dạ đám dạ. Dỗ đám coi như là người ta làm tân gia nhà đó. Dạ. Dạ. Rồi 6 giờ mình ăn uống gì chưa anh? Dạ ăn cháo rồi. Cháo hả? Dạ. Có gì ăn cơm không bữa nay? Có bả mua cá. Gì kho. Bữa nay mình ổn không? Ổn. Thuốc thang đầy đủ. Thuốc thang. Nhưng là mình có thuốc là mình bình thường á. Bình thường. Uống thuốc coi như là buổi tối á, buổi tối như là uống lần. Lần 3 viên vậy đó. Rồi mình không có thuốc mình thấy con người sao? Không có thuốc thì nó ngủ không được, rồi thấy nó bần thần trong người coi. Khó chịu ha. Khó chịu. Đi lên đi xuống hoài. Đi lên đi xuống hoài. Nó có thuốc vô thì ngủ được. Tới chừng chiều khoảng 6 giờ ăn cơm xong là uống thuốc vô là ngủ rồi. Ngủ. 6 giờ là ngủ rồi. 7 giờ ngủ để coi truyền hình, coi tin tức này kia. À biết coi tin tức ha. Coi chuyển động 24 giờ của đài HTV7. Mà anh có thể chia sẻ thêm là anh có đọc chữ được không? Đọc chữ được hồi đó học tới lớp 5 là hồi mới tiếp thu vô đó. Dạ. Tiếp thu vô đó thì học năm 76 thì học lớp 1, tại 11 tuổi rồi học được tới lớp 5 thì nghỉ học, tại dần cảnh gia đình nghèo á. Dạ. Học đúng ra thì anh cũng là không có thuốc thì anh hơi bị khó chịu chút xíu thôi. Dạ. Mình có thuốc thì mình bình thường lại ha. Bình thường lại. Còn có thuốc đi. Cái tay của mình là nếu mà mình bị gì đó nó hơi bị gung tay á. Gung tay ha. Gung hoài ha. Hồi uống thuốc hồi năm 2000 tới giờ. Năm nay 2022, 22 năm rồi uống thuốc á. Phát bệnh rồi năm 2000. Rồi uống thuốc cái bác sĩ đi ngang đó. Rồi thấy gì lãnh thuốc cho uống, mới đầu lãnh ngã 3. Lãnh ngã 3 trạm y tế ngã 3 nè, An Hiệp á. Rồi sau này với chuyển đi bệnh viện tâm thần 27 tháng 2 đó, lãnh thuốc. Giờ lãnh hai bên, lãnh 27 tháng 2, rồi lãnh đây nữa, hai chỗ. Thì nói chung là thấy anh vậy em mừng lắm á, thấy anh được khỏe vậy đó. Mình có thuốc đầy đủ. Rồi hôm trước thì em tới đây đó, bà lão có chia sẻ thì hình như là qua hết một ngày mà không có tiền lấy để thuốc, đúng không? Đúng rồi. Cái đó ngủ không được, thức sáng đêm luôn. Không có thuốc vô cái thức sáng đêm luôn. Dạ chào bà. Phải không bà? Nhớ. Bà nhớ được chưa? Nhớ. Rồi con mời bà ra đây ngồi ha. Bà đi đâu mới về vậy? Đi đám giỗ. Dạ ha, đi đám giỗ hả? Người ta trở lại. Dạ. Mệt quá ngồi ăn trước một chút. Dạ. Rồi. Sao không bà, đi đám giỗ sao không bà? Đi đám giỗ ở hút con này chút nè. Dạ. Rồi cháu nó trở lại. Dạ. Rồi lại mệt quá ngồi ăn trước một chút, đâu dạ. Có hay con lại. Dạ. Nãy con tới đây rồi con có ngồi tâm sự với con của bà chút xíu hồi nãy đó. Thấy ảnh nói chuyện cũng bình thường rồi đó, thấy bà đi lãnh thuốc rồi hả bà? Lãnh thuốc cho nó uống nó tỉnh. Dạ. Còn không có thuốc nó đi hoài. Là nhờ hôm bữa là con tới đây hả? Nhưng hôm trước con tới đây có trao số tiền cho bà đi xe ôm phải không? Yeah. Yeah. Đi có tiền xe đi mình đi lãnh đó. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ tính vài ngày nữa đi nữa, đi tới nữa tháng hả? Là đi lãnh. Là hết thuốc hả? Rồi bà có tiền đi xe ôm không bữa nay? Không có, con kiếm đi đám vỗ nãy người ta cho được 50. À, người ta cho tiền lại 50. Mình đi 50, người ta cho lại 50 già đó. Rồi cho anh chai dầu. Vậy đó, đi đâu người ta cũng cho này kia hoài. À. Mệt lắm. À. Rồi bà có ăn cơm bên đám giỗ luôn hả? Hay là sao? Ăn cơm, ăn được nhiêu đó, ăn chừng nửa, không tới nửa chén nữa. Yeah. Ăn đồ ăn không à, mà đồ ăn cũng ăn được nhiều. Ý bây giờ ăn không được nhiều đâu. Yeah. Bây giờ có khi nấu cháo ăn á. Yeah. Ăn cơm vô. Yeah. Nóng hầm hả bà ha? Nóng. Có quạt mà không có quạt kia, quạt có nhỏ đó. Yeah. Hồi ý đi nằm bệnh viện đó, người ta cho tiền ý đi mua một cái. Mua một cái giờ đem về quạt mình êm thì được, không có quạt ấy được. Yeah. Nhỏ, quạt nhỏ. Dạ. Nhưng mà mua cái quạt mới 200 mấy cái bà? 200 mấy, không có, đâu có tiền mua. Mua cái nhỏ đó, quạt mình êm thôi. Yeah. Tháng này nực lắm. Đúng rồi, tháng này hầm lắm bà. Ừ. Bà biết lý do là sao bà con tới đây nữa không? Không biết. Không biết. Thì hôm nay thì con nhận được sự hỗ trợ của một quý bình thường quân ở Thụy Sĩ. Muốn gửi giúp đến cho bà là số tiền là 1 triệu đồng. Dạ, dạ. Bà thấy bà mừng không bà? Dạ. Tên gì con nói, tên gì? Con Mạnh Thông Quân nó giấu tên này, nó Mạnh Thông Quân ở Thụy Sĩ thôi. Ừ. Dạ, ở nước ngoài á. Ý gửi lời mang ơn. Dạ. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả, với Mạnh Thường Quân đang xem kênh của Bằng Bảnh ạ. Thì hôm nay thì Bảnh quay trở lại đây thì được sự hỗ trợ của một quý Mạnh Thường Quân ở Thụy Sĩ, muốn gửi giúp cho bà lão để có tiền để mà xoay sở hay là đi xe ôm để lấy thuốc cho con của bà, có chú anh chị đúng không bà? Dạ thì con sẽ tới đây và con sẽ trao số tiền này là 1 triệu đồng. Mong là tiền này thì cho bà để có tiền để đi lên đi xuống để lấy thuốc cho anh ha bà ha. Ừ. Dạ con xin trao tiền cho bà là 1 triệu đồng ạ. À. Ừ. Bà kiểm tra giùm con có đúng số tiền không bà? Đúng. Đúng rồi ha. Dạ. Ừ. Con không biết nói sao nữa. Dạ, ý. Dạ, dạ. Thay mặt cho má tôi xin cảm ơn Mạnh Thường Quân có nhà tài trợ Thụy Sĩ. Dạ. Tôi xin cảm ơn. Dạ rồi, tốt quá chú anh chị. Hôm nay thì ảnh chuyện rất là lưu loát đó chú anh chị. Thì chúc mừng anh mau bình phục ha. Dạ, anh cũng cố gắng ha. Rồi con cũng xin phép bà thì con cũng xin phép bà con gì luôn hả bà ha. Chúc cho bà là sống lâu 100 tuổi. Rồi, cảm ơn. Bà sống lâu 100 tuổi nha bà ha. Dạ. Gắng giữ gìn sức khỏe nha bà. Số tiền thì Mạnh Thường Quân gửi thì con đến đây thì con trao liền, không có để lâu. Tại vì con cố gắng, con tranh thủ của bà. Dạ, mong là số tiền này giúp cho bà được phần nào khó khăn. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Nhiều lắm. Dạ. Gửi lời cảm ơn đến một quý Mạnh Thường Quân ở Thụy Sĩ rất là nhiều, đã có lòng hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của già neo đơn và nó có chú anh chị. Còn Bảnh xin kết thúc video tại đây. Kính chúc tất cả các chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.